Xin chào các bạn, chị là Minh Hiên đây. Và ngày hôm nay rất vui khi được quay trở lại cùng với các bạn trong chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày. Các bạn thân mến, trong chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày, ngày hôm nay, chị Hiên xin được chia sẻ cùng với các bạn những thông tin liên quan tới một người nghệ sĩ vô cùng tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Mà trong từng trang viết của nhà văn sinh ra từ đồng ruộng ấy đều cay xè khói bếp, thơm thơm mùi lúa mới, ngai ngái mùi rơm rạ, làng bàng những cánh cò trao nhịp. Nhắc tới đây thì chắc hẳn là các bạn đều đã đưa ra được những đáp án về người nghệ sĩ mà chị muốn giới thiệu cùng với chúng mình rồi đúng không nào? Không ai khác, đó chính là nhà văn Kim Lân. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu những thông tin về nhà văn Kim Lân cùng với chị nhé. Nhà văn Kim Lân sinh ra ở làng Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Quê hương ông là một làng quê nổi tiếng bởi truyền thống văn hóa yêu nước cách mạng, có nhiều người thành danh. Và hoàn cảnh của gia đình ông lúc bấy giờ thì vô cùng khó khăn. Ông chỉ học hết bậc tiểu học, sau đó đã phải làm rất nhiều những nghề nghiệp khác nhau để giúp gia đình kiếm sống. Thế nhưng mà chính cuộc sống hiện thực đã trở thành một cánh cổng trường đại học vô cùng rộng mở để nhà văn này học hỏi được rất nhiều những điều thú vị. Và chính vì vậy mà nhờ cái việc chịu khó quan sát và suy ngẫm của mình, ông đã có được một cái vốn hiểu biết dày dặn, đặc biệt là về cuộc sống ở vùng đất Kinh Bắc, quê hương của ông. Có thể thấy, nhà văn Kim Lân chính là một trong số những tấm gương về ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Nói về sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ này, ông bắt đầu sáng tác vào năm 1941 với những truyện ngắn được in trên các tờ báo như Tiểu thuyết thứ 7, Trung Bắc Chủ Nhật. Và chính những cái tác phẩm đó đã trở thành tiền đề quan trọng để sau khi cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, ông tiếp tục kiên trì với sự nghiệp cầm bút của mình, tiếp tục làm báo và viết văn. Nói về sự nghiệp sáng tác của nhà văn Kim Lân, không thể không đề cập đến đề tài mà người nghệ sĩ này thường chú ý. Ông thường quan tâm đến cuộc sống nông thôn và cuộc sống của những người nông dân Việt Nam. Và hai đề tài này đã trở thành sợi dây xuyên suốt trong những tác phẩm của ông. Có thể thấy rằng là hình ảnh của những con người lao động, những nhân vật nghèo, thô sơ, lam lũ, thô mộc, tuỳnh toàng vây bùa đã trở thành những cái nhân vật mà thường xuất hiện trong các tác phẩm của ông. Và chúng ta có thể thấy rằng thể loại sở trường của nhà văn này đó chính là thể loại truyện ngắn. Ông thường có một cái lối kể chuyện vô cùng duyên dáng, có một cái giọng văn mộc mạc, tự nhiên và chân thành. Có lẽ cũng chính bởi vì lý do này mà những trang viết của nhà văn Kim Lân rất dễ đi vào trái tim của bạn đọc. Có lẽ cũng bởi xuất phát từ cái chất hiện thực, mộc mạc, tự nhiên từ những dòng văn của ông. Chúng ta có thể thấy rằng là một trong những cái nét nổi bật trong những cái sáng tác của nhà văn Kim Lân đó chính là từ trong bóng tối của hoàn cảnh, Kim Lân muốn làm tỏa sáng một chất thơ của hồn người. Ánh sáng của tình người tỏa ra hào quang đặc biệt của chủ nghĩa nhân văn, tha thiết và cảm động.
Có nghĩa là mặc dù trong cái đói, cái khổ đến như thế nào, nhưng nhà văn này vẫn luôn luôn nhìn vào những điều đó bằng sự lạc quan và nhìn thấy những vẻ đẹp của con người, đồng thời mở ra những cái hứa hẹn về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho những nhân vật trong tác phẩm của ông. Một trong số những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn Kim Lân mà các bạn có thể chú ý đến đó chính là tác phẩm Vợ Nhặt. Tác phẩm này thì ra đời vào năm 1954, có tiền thân là tiểu thuyết Xóm Ngụ Cư, được ông viết vào năm 1945 trong những ngày đầu cách mạng tháng 8 thành công, thế nhưng sau đó đã bị thất lạc bản thảo. Đến năm 1954 khi hòa bình lập lại, dựa vào một phần cốt truyện cũ thì nhà văn Kim Lân đã viết thành truyện ngắn Vợ Nhặt. Và tác phẩm này thì được in trong tập Con Chó Xấu Xí xuất bản năm 1962. Có thể thấy rằng tư tưởng nhân đạo, nhìn ra những vẻ đẹp của con người mặc dù trong những cái khó khăn, trong sự khổ sở, chính là tư tưởng xuyên suốt trong các tác phẩm của ông. Và đặc biệt là trong Vợ Nhặt, chúng ta có thể thấy rất rõ điều này. Chính nhà văn Kim Lân khi nói về tác phẩm này đã cho biết, khi viết về nạn đói, người ta thường nghĩ về sự khốn cùng và bi thảm. Khi viết về con người năm đói, người ta hay nghĩ đến những con người chỉ nghĩ đến cái chết. Tôi muốn viết một truyện ngắn với ý khác. Trong hoàn cảnh khốn cùng, dù cận kề bên cái chết, nhưng những con người ấy không nghĩ đến cái chết mà vẫn hướng tới sự sống, vẫn hy vọng, tin tưởng ở tương lai. Và họ vẫn muốn sống, sống cho ra con người. Các bạn có thể thấy rằng là trên đây là những cái thông tin mà chị đã chia sẻ cùng với chúng mình về tác phẩm Vợ Nhặt, cũng như là những thông tin liên quan tới nhà văn Kim Lân, một trong số những cây viết vô cùng tiêu biểu của nền văn học Việt Nam hiện đại. Có thể thấy rằng là với một ngòi bút sâu lắng, cẩn trọng, tỉ mẩn và luôn cố gắng để đi tới tận cùng những nỗi niềm tâm trạng của con người từng số phận riêng, để góp một tiếng nói riêng vào trang sử chung về tâm tư, tình cảm con người Việt Nam trong văn học Việt Nam hiện đại, thì chúng ta có thể thấy rằng nhà văn Kim Lân là một trong số những tác giả mà nếu được, các bạn hãy dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về người nghệ sĩ này nhá. Đây cũng chính là một trong số những cái tấm gương mà chúng ta có thể học hỏi, để trong cuộc sống của chúng ta đôi khi sẽ có những khó khăn và thử thách, thế nhưng hãy luôn luôn giữ cho mình niềm tin và sự lạc quan, giống như cách mà nhà văn Kim Lân đã truyền tải điều đó qua chính cuộc đời của mình và qua những tác phẩm của mình, các em nhé. Các bạn thân mến, đó là những thông tin mà ngày hôm nay chị Hiên muốn chia sẻ cùng với các bạn qua chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào thứ ba tuần sau để lại tiếp tục đón chờ chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày cùng với chị Hiên nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần video clip tiếp theo. Và hãy nhớ là chị Hiên đang có những cái khóa học dành cho các bạn để chúng ta có thể đồng hành cùng với nhau chinh phục kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia hoặc là những kỳ thi sắp tới của các bạn đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!